Quy hoạch hạ tầng giao thông xưa nay được ví như ngòi nổ kích hoạt sự phát triển bất động sản của khu vực. Tại khu vực Tây Hà Nội, sự lột xác về hạ tầng khu vực những năm qua kéo theo sự phát triển mạnh mẽ về bất động sản. Hàng loạt các đại dự án mọc lên từ những khu đất trống tại khu vực Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Đông, từ đó hình thành lên cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, theo khảo sát trong 5 năm qua, bất động sản tại khu vực này tăng giá 2 đến 3 lần. Tương tự như vậy, khu vực phía Bắc Hà Nội trong những năm gần đây cũng đang được đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Tại đây đã và đang thành một cực thu hút lượng lớn khách hàng có nhu cầu đầu tư bất động sản. Tiềm năng tăng giá bất động sản là vô cùng lớn. Theo quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội mở rộng đô thị trung tâm về khu vực phía Bắc, nơi có vai trò chiến lược phát triển thủ đô, trong đó đầu tư phát triển mạnh hai bên bờ sông Hồng, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn với lợi thế về vị trí và quỹ đất đang là lựa chọn hàng đầu để Hà Nội giải quyết việc giãn dân nội đô và hình thành một khu vực đô thị mới đồng bộ, hiện đại, sánh tầm quốc tế. Nơi đây còn là khu vực tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thủ đô với các tỉnh thành phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Đặc biệt, theo tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, định hướng 5 năm tới đề xuất quy hoạch các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn trở thành thành phố. Thông tin này sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc hình thành và thúc đẩy nhu cầu giao dịch bất động sản. Điểm nhấn nổi bật về hạ tầng ở khu vực phía Bắc phải kể đến sự xuất hiện của các siêu dự án như thành phố thông minh tại Đông Anh, dự án có quy mô lớn nhất cả nước, tầm cỡ Đông Nam Á với số vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Điểm nhấn của dự án này là tòa tháp tài chính 108 tầng với tham vọng của chủ đầu tư BRG và tập đoàn Sumimoto Nhật Bản biến nơi này thành trung tâm tài chính của Việt Nam. Đây là một trong những dự án bất động sản lớn nhất của thủ đô Hà Nội đi tiên phong trong lĩnh vực đô thị thông minh. Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có một dự án áp dụng công nghệ cao để quản lý và phát triển. Đồng thời, đại dự án này được khớp nối đồng bộ với dự án Công viên Kim Quy do Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án được phát triển trên quỹ đất 100 ha với tổng vốn đầu tư 4.600 tỷ đồng. Công viên Kim Quy nằm ngay trục đường giao cắt ngã tư đường Trường Sa, Hoàng Sa và đường Võ Nguyên Giáp lên sân bay Nội Bài. Tại huyện Sóc Sơn, tập đoàn Tramvit cũng đầu tư phát triển một trường đua ngựa với hơn 3.000 chỗ ngồi cùng khu khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư ước tính 420 triệu USD. Tại Mê Linh cũng xuất hiện nhiều dự án của hàng loạt các ông lớn như Vingroup, MIK, Phú Long, CEO, Hood, TNT, về hạ tầng giao thông, khu Bắc Hà Nội sở hữu vị trí giao thoa chiến lược giữa vùng thủ đô và các tỉnh lân cận với đủ ba loại hình giao thông, sân bay nội bài, sông Hồng, sông Cà Lồ, sông Đuống, cùng nhiều cao tốc quan trọng như cao tốc nội bài, cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, xung quanh tiếp giáp các tỉnh mạnh về công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Đáng chú ý hơn cả là vành đai 2, 3 và 4 đều có đoạn đi qua những huyện này. Trong ba huyện nói trên, có thể nói Đông Anh là huyện có tốc độ đô thị hóa cao của thủ đô. Trong những năm qua, Đông Anh đã hình thành hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch kết nối thông suốt với các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và khu vực trung tâm thủ đô như Cao tốc Thăng Long Nội Bài, Cao tốc Nhật Tân Nội Bài, Quốc lộ 5 kéo dài, Quốc lộ 3 và Quốc lộ 23A. Đông Anh hiện có 3 cây cầu kết nối sang trung tâm thành phố Hà Nội là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù. Trong tương lai gần, thành phố Hà Nội sẽ xây thêm cầu Tứ Liên nối Hồ Tây với khu Đông Hội, Xuân Canh, có tổng vốn đầu tư lên đến 17.000 tỷ đồng. Cầu Thượng Cát nối quận Bắc Từ Liêm với Đông Anh với vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dự kiến đến năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ thi công 9 tuyến đường sắt trên cao, trong đó có tuyến đường sắt trên cao số 4 đi qua địa phận Đông Anh. Với huyện Sóc Sơn phải kể đến cải tạo quốc lộ 3, đường nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp, đường Vành Đai phía đông đô thị vệ tinh, tuyến nối đường 131 với quốc lộ 3B Hà Nội, Thái Nguyên. Với huyện Mê Linh, giai đoạn tới triển khai một số dự án hạ tầng giao thông đáng chú ý như dự án xây dựng tuyến đường 48m từ đoạn Yên Vinh đến đường 36 khu công nghiệp Quang Minh, xây dựng tuyến đường tiền phong tự lập khoảng 791 tỷ đồng, Tuyến đường nối từ 23B đi Càng Chu Phan, tổng mức đầu tư 727 tỷ đồng. Hà Nội ngoài 8 cây cầu cũ tiếp tục xây dựng 10 cây cầu mới bắc qua hai bên bờ sông Hồng, kết nối giao thương giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, trong đó có cầu Hồng Hà là cây cầu trực tiếp nối Mê Linh, Đan Phượng với mức đầu tư 9.877 tỷ đồng, giảm tải mật độ qua lại của cầu Thăng Long. Mới đây nhất lãnh đạo 5 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang đã cùng đề xuất chính phủ triển khai nhanh đường vành đai 4 vùng thủ đô với tổng chiều dài 98 km. Ngoài quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng phê duyệt, đường vành đai 4 có thêm phương án quy hoạch xây dựng phần đường cao tốc trên cao, mặt đường rộng từ 90 đến 135 m, chiều dài toàn tuyến 136,6 km đi qua 16 quận huyện trong đó có Mê Linh, Sóc Sơn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Việc mở rộng các tuyến đường giao thông vành đai xuyên tâm, các tuyến đường nhánh đã giúp cho giao thông phía Bắc trở nên thông thoáng, dễ dàng kết nối và giảm ùn tắc cục bộ. Nhờ vậy, giá trị các bất động sản khu vực này được gia tăng. Ngoài ra, điểm cộng lớn cho khu vực phía Bắc Hà Nội là môi trường sống trong lành, vượt trội với hệ thống sông hồ khá phong phú, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, tạo không gian khoáng đạt, thoáng mát, bảo vệ toàn diện cho sức khỏe cộng đồng. Cùng với xu hướng đô thị hóa, dân số tại các đô thị lớn ngày càng tăng. Theo kế hoạch phân bổ dân số tính đến năm 2030 do thành phố Hà Nội công bố, có ít nhất 215.000 người thuộc các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng sẽ phải di rời khỏi nội thành. Làn sóng dịch chuyển mới này được dự báo sẽ khiến nhu cầu bất động sản tại khu Bắc Hà Nội dậy sóng trong thời gian tới. Kéo theo giá trị bất động sản cũng được gia tăng đáng kể. Có thể nói, hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ cùng với định hướng, chiến lược phát triển bài bản khu Bắc thành phố, đặc biệt là các quận Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Với sức bật về hạ tầng và hàng loạt dự án quy mô lớn, bất động sản khu vực này sẽ có nhiều tiềm năng gia tăng giá trị, là đòn bẩy giúp thị trường bất động sản phía Bắc phát triển sôi động.